Lại nữa, Bồ Tát thấy pháp của chư Phật trụ có dài có ngắn, như pháp của Phật Ca Diếp trụ 7 ngày, pháp của Phật Thích Ca Văn trụ 1.000 năm. Thế nên Bồ Tát phát nguyện rằng, pháp tuy là hữu vi, nguyện cho tương tục không dứt, như lửa được củi chuyển núi không dứt. Lại nữa, thật tướng chư pháp gọi là Phật pháp, pháp thật tướng ấy chẳng sanh chẳng diệt, chẳng đoạn chẳng thường, chẳng một chẳng khác, chẳng đến chẳng đi, chẳng thọ chẳng động, chẳng đóng chẳng nương, không có gì như tướng niết bàn. Pháp tướng như vậy làm sao có diệt? Hỏi: pháp tướng như vậy là hết thảy Phật pháp đều không diệt. Đáp: như đã nói, thật tướng các pháp không có diệt. Có người ước tưởng phân biệt chấp thủ các pháp, hoại pháp, thật tướng, dùng lối hai pháp để nói cho nên có diệt. Còn trong pháp thật tướng không có diệt. Lại nữa, pháp bát nhã ba la mật vô ngại, nhóm vô lượng công đức, nên tùy bản nguyện mà pháp pháp nối nhau, không thấy nó diệt. Ví như nước mặt bắn hư không, mũi tên đi rất xa, người tuy không thấy nhưng chắc chắn nó phải rơi xuống. Kinh: nguyện lúc ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác, hằng hà sa thế giới chúng sanh ở mười phương, ai nghe danh ta chắc chắn được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Muốn được công đức như vậy nên học bát nhã ba la mật. Luận: hỏi, có hơn người sanh gặp đời Phật ở trong Phật pháp mà còn đọa địa ngục như Đề Bà Đạt, Câu Ca Lê, Hà Đa Thích Tử, vì ba pháp bất thiện che tâm nên đọa địa ngục. Thế tại sao trong đây nói ở thế giới cách Phật như hằng hà sa, chỉ nghe danh tự Phật liền được đạo ư? Đáp: đã nói có hai Phật thân, một pháp tánh sanh thân Phật, hai hiện hóa thân Phật, tùy theo chúng sanh hơn kém. Vì là pháp tánh sanh thân Phật nên nói cho đến chỉ nghe danh mà được độ, vì là Phật thân hiện hóa theo chúng sanh nên nói tùy sanh cùng đời Phật mà tùy theo nghiệp nhân duyên nên có người đoạt địa ngục. Pháp tánh sanh thân Phật thì không việc gì không cứu giúp, không nguyện gì không viên mãn. Vì cớ sao? Vì trong vô lượng vô số kiếp chứa nhóm tất cả công đức thiện bổn, đầy đủ tất cả trí tuệ vô ngại, là chủ giữa chúng thánh chư thiên và đại Bồ Tát ít ai trông thấy. Ví như ngọc báu như ý, khó thấy khó được, nếu ai thấy được thì sở nguyện chắc chắn hiệu quả. Cũng như vị thuốc hỷ kiến, hễ ai thấy được các bệnh tiêu trừ. Cũng như chuyển luân thánh vương, hễ ai thấy được giàu đủ mọi điều. Cũng như Thích Đại Hoàn Nhân, hễ ai thấy được mọi điều theo nguyện. Cũng như Phạm Thiên Vương, chúng sanh nương tựa, sự khủng bố trừ hết. Cũng như người niệm Quán Thế Âm đều thoát khỏi ách nạn. Các việc ấy còn như vậy, huống gì pháp tánh sanh thân như Phật? Hỏi, Phật Thích Ca Văn cũng là phần pháp tánh sanh thân Phật, không có khác thể. Cớ sao lúc Phật ở đời mà có người làm năm tội ngũ nghịch, đói khát đạo tặc, có những việc ác như vậy? Đáp, Phật Thích Ca Văn vốn có thể nguyện, ta muốn sanh ra đời ác, đem đạo pháp độ chúng sanh, không vì đời giàu đáng vui thú mà xuất hiện. Nếu Phật lấy sức ban cho, thấy không việc gì không được, lại cũng vì chúng sanh phước đức mỏng, tội cấu sâu nặng nên không được độ thoát theo ý. Lại, nay Phật chỉ nói thanh tịnh niết bàn mà chúng sanh nghị luận chê bai rằng, cớ sao nuôi nhiều đệ tử hóa đạo nhân dân, đó cũng là sự trói buộc, chỉ đem pháp niết bàn ra hóa còn bị chê bai, huống gì xen nói các cõi vui thế gian, như Đề Bà Đạt muốn dưới bàn chân có bánh xe nghìn căm, lấy sắc làm khuôn đốt mà áp bàn chân vào, áp xong chân hoại, thân khổ la lớn. Bấy giờ A Nan nghe rồi khóc lóc bạch Phật, anh con sắp chết, xin Phật thương cứu. Phật liền đưa tay đến xoa thân Đề Bà Đạt và nói lời chân thật rằng, ta xem La Hầu La với Đề Bà Đạt bằng nhau, vết thương kia sẽ tiêu. Khi ấy các thấu khổ của Đề Bà Đạt liền trừ hết, cầm tay xem, biết đó là tay Phật, liền nói rằng, con vua Tịnh Phạn lấy y thuật đủ tự nuôi sống. Phật bảo A Nan, ông xem thấy Đề Bà Đạt chăng dụng tâm như thế, làm sao độ được? Nếu người tốt ở đời thời không có lỗi ấy, chúng sanh như vậy nếu đem cái vui thế gian ra dạy thì không thể độ được. Các nhân duyên về việc này trên kia đã nói rộng, do vậy nên nói nghe danh tự Phật mà có người được đạo, có người không được. Lại nữa, Phật thân có vô lượng vô số không đồng, có Đức Phật thuyết pháp làm cho chúng sanh đắc đạo, có Đức Phật phóng hào quang chúng sanh gặp được mà đắc đạo, có Đức Phật lấy thần thông biến hóa chỉ bày tâm kia mà làm cho đắc đạo, có Đức Phật chỉ hiện sắc thân mà làm cho đắc đạo,
Có Đức Phật khắp lỗ chân lông chân mình xuất ra hương diệu, chúng sanh nghe hương mà đắc đạo. Có Đức Phật lấy đồ ăn cho chúng sanh và chúng sanh đắc đạo. Có Đức Phật lấy âm thanh tất cả cây cỏ mà làm Phật sự, khiến chúng sanh đắc đạo. Có Đức Phật, chúng sanh chỉ nghe tên mà đắc đạo. Vì là Phật nên nói, khi ta làm Phật, ai nghe tên ta đều khiến cho đắc đạo. Lại nữa, nghe tên không chỉ vì tên mà liền đắc đạo, nhưng nghe rồi tu đạo, vậy sao đắc độ? Như trường giả tu đạt, mới hít đầu nghe tên Phật, nội tâm kinh hãi, vui mừng đi đến Phật nghe Pháp mà đắc đạo. Lại như Bà La Môn Thế Di La, từ chỗ ngồi phạm trí bện tóc kê nê ra, mới hít đầu nghe tên Phật, tâm liền kinh hãi, vui mừng, đi thẳng đến chỗ Phật nghe Pháp đắc đạo. Ấy chỉ là chỉ nói nghe tên là nhân duyên đắc đạo chứ chẳng phải đắc đạo. Hỏi, trong kinh này nói nghe tên Phật tức thời đắc đạo chứ không nói nghe tên rồi tu hành mới đắc. Đáp, này nói tức thời không nói trong nhất tâm, chỉ nói không có việc gì khác xen vào, nên nói là tức thời. Ví như trong kinh nói khi tu tâm từ, tức là tu bảy giác ý, có người nạn rằng từ tam muội thuộc hữu lậu duyên tướng chúng sanh mà phát khởi. Cớ sao nói, tức là lúc tu bảy giác ý, người đáp rằng từ tâm từ khởi lên, tức thời tu bảy giác ý, vì không có pháp khác xen vào giữa nên nói là tức thời. Tức thời có hai, một đồng thời, hai tuy lâu không có pháp khác xen vào, tức chính tâm ấy mà tiếp tu bảy giác ý cũng gọi là tức thời.